Xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khanh Béo TV ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Khanh Béo xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng tới toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị trong và ngoài nước. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người có thật là nhiều sức khỏe, luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đến với video ngày hôm nay thì Khanh Béo TV xin được cập nhật lễ tang của cháu Trần Minh Anh. Không may, cháu đột ngột và mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được toàn thể gia đình cùng với các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa. Nhưng vì căn bệnh quá nặng, cháu đã không qua khỏi và đã chút hơi thở cuối cùng đã trở về với tổ tiên. Hiện tại thì gia đình cháu đang sinh sống tại bên Cộng hòa Séc. Sau đây chương trình lễ tang diễn ra như thế nào? Thì Khanh Béo TV xin được trân trọng và kính mời toàn thể các quý vị và các bạn. Xin mời mọi người chúng ta hãy cùng theo dõi. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn thân mến, đây là lễ tang của cháu Minh An. Cháu Minh An sinh năm 2020. Không may, cháu mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và cũng đã được tất cả gia đình, bố mẹ cùng toàn thể mọi người đưa tới bệnh viện. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, xong cháu đã không qua khỏi và đã chút đi hơi thở cuối cùng, nay đã trở về với tổ tiên. Hiện tại thì gia đình của cháu đang sinh sống tại Cộng hòa Séc và giờ đây cũng đã được tất cả mọi người tập trung đông đủ về tại nơi đây để cùng nhau cầu nguyện để cho cháu được thanh thản về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính thưa quý vị, đau xót và thương tiếc nhất, cuộc đời cháu còn quá trẻ, còn bao nhiêu những ước mơ hoài bão. Cuộc đời thế là kể từ đây đã âm dương cách biệt. Sự nối tiếc, sự đau khổ của bố mẹ, giờ này đây tất cả mọi người đều hiểu được nỗi đau này. Cũng chỉ mong rằng gia đình hãy cố nén đau thương, biến thành những hành động để ổn định lại tinh thần, để tiếp tục lo cho cuộc sống mai sau. Thương lắm, đau lắm, nhưng không biết làm sao được. Công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Núi Thái Sơn thì núi cao vời vợi, nước trong nguồn chảy mãi không thôi. Người mẹ khóc đến lặng người vì con mình đột ngột qua đời. Tất cả anh chị em, gia đình, anh trên em dưới đều tập trung tề tựu về nơi đây để mong rằng cầu nguyện, để niệm Phật, để cho con được mãi mãi về cõi vĩnh hằng, con được an nghỉ giấc ngàn thu. Thế là từ đây không còn những tiếng gọi mẹ, không còn những tiếng gọi ba như ngày nào được nữa. Xót xa, ngậm ngùi cũng chỉ biết rằng cầu nguyện cho con được mát mẻ miền cực lạc. Lá vàng thì vẫn ở trên cây, lá xanh con rụng thì lòng đầy xót xa. Giờ này đây tất cả mọi người mong con siêu thoát, đời đời được ra đi. Nhìn mẹ cháu lúc này, ai ai cũng thương xót, cũng đau khổ, mà chỉ biết chia sẻ cùng với gia đình. Giá như đây là gánh nặng trên vai thì tất cả mọi người sẽ gánh đỡ cho con để cho nhẹ bớt phần nào. Nhưng thưa quý vị, gánh nặng cuộc đời đành phải chấp nhận chứ biết làm sao được. Thương tiếc, đau lòng vì con còn quá trẻ. Thưa quý vị,
cũng mong quý vị chúng ta hãy cầu niệm Phật cho con Minh An được ra đi thanh thản và ra đi mãi mãi về miền cực lạc, được yên nghỉ giấc ngàn thu. Quý vị xem xin hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho kênh. Sau đây mời quý vị hãy xem video. Thank you.